sáng ngày 28 tháng 10 năm 2018 nhằm ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tuất. Đoàn Chư Tăng, Phật tử, Chùa La Huy Búp Hoa, Trung Sa đến từ Hàn Quốc đã đến dân hương tại Chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tăng và Phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm. Phái đoàn Phật giáo Hàn Quốc do Hòa thượng Đô Linh làm trưởng đoàn và các chư tôn Đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Hàn Quốc. Đoàn đã dân hương tại Chánh Điện và vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã chia sẻ những thành tựu nổi bật của Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua. Nhiều hoạt động Phật sự được liên kết chặt chẽ với Phật giáo thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Hoa thượng cũng giới thiệu về ngôi chùa Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa có bề dày lịch sử, tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Phật tử Hàn Quốc bày tỏ sự ân cần mà Chư Tôn Đức đã tiếp đoàn một cách chân tình, sâu sắc, tri ân cho vị hòa thượng đã có buổi tiếp đón đoàn trong niềm vui tràn đầy hỷ lạc. Dịp này, hai bên có những phần quà lưu niệm gửi cho nhau. Đặc biệt, đoàn Phật tử Hàn Quốc đã trao tặng 1.000 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng tiếng Việt. Những quyển kinh này được dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt để các Phật tử thấy được điểm khác nhau giữa bản dịch từ tiếng Hàn và tiếng Việt. Cuối buổi tiếp đoàn, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp đã gửi lời tán tháng đoàn Phật tử Hàn Quốc có chuyến Phật sự thành công, nêu cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết tình pháp lự của hai nước, từ đó đẩy mạnh Phật sự của Việt Nam, Hàn Quốc nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung.